Sáng 26 tháng 4, huyện Thiệu Hóa tổ chức lễ khánh thành các dự án tuyến đường giao thông đoạn tránh ngã Ba Trẻ từ xã Thiệu Trung đến thị trấn Thiệu Hóa. Nút giao cao tốc Bắc Nam thuộc tiểu dự án 2, đoạn từ đầu cầu vượt sông Mã đến nút giao với quốc lộ 45, km 7 cộng 250 đến km 14 cộng 603 thuộc dự án đường nối quốc lộ 1 với quốc lộ 45 từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, km 5 cộng 250 đến km 14 cộng 603 và khởi công nâng cấp mở rộng đường tỉnh 506B đoạn từ nút giao với quốc lộ 45 đến nút giao với đường nối 3 quốc lộ, quốc lộ 45, quốc lộ 27, quốc lộ 47 tại xã Thiệu Ngọc. Tham dự có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh đại diện lãnh đạo các huyện đồng sơn thọ xuân triệu sơn thị xã nghi sơn cùng đông đảo nhân dân huyện thiệu hóa dự án tuyến đường giao thông đoạn tránh ngã ba trẻ từ xã thiệu trung đến thị trấn thiệu hóa có quy mô đầu tư xây dựng 2 km đường giao thông theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị với tổng mức đầu tư dự án là 147 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư. Dự án đã được hoàn thành vào ngày 26 tháng 4 năm 2024, sớm hơn tiến độ đặt ra ban đầu là 9 tháng. Hạng mục nút giao cao tốc thuộc dự án đường nối quốc lộ 1 với quốc lộ 45 từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, từ km 5 250 đến km 14 603, với quy mô là nút giao liên thông khác mức theo hình thức bán hoa thị gồm một cầu vượt trực thông trên tuyến chính qua đường cao tốc tại km 315,308. cộng tám hai nhánh chính và bốn nhánh kết nối với tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam với thời gian thi công dự kiến từ ngày 5 tháng 10 năm 2022 đến ngày 5 tháng 10 năm 2024. Đến nay, hạng mục nút giao cao tốc của dự án đã hoàn thành, đủ điều kiện khai thác đưa vào sử dụng sớm hơn kế hoạch 5 tháng. Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 506B đoạn từ nút giao với quốc lộ 45 đến nút giao với đường nối 3 quốc lộ, quốc lộ 45, quốc lộ 27 và quốc lộ 47 tại xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, được Hội đồng Nhân dân huyện Thiệu Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, dự án đang triển khai bước thiết kế phân đấu lựa chọn nhà thầu thi công xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2024 và triển khai thi công trong tháng 6 năm 2024. Các dự án sau khi hoàn thành sẽ trở thành tuyến giao thông trọng điểm và là điểm nhấn cảnh quan mới, khẳng định sự phát triển về hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, tạo điều kiện để mở rộng phát triển đô thị, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh Việc hoàn thành thi công xây dựng và khởi công các tuyến đường mới trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, kết nối với các đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh, đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 ngày hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông tổng thể của tỉnh Thanh Hóa. Theo quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mà còn tạo sự lan tỏa, kết nối giữa các khu vực kinh tế trọng điểm, trong huyện Thiệu Hóa, đồng thời kết nối huyện với các trung tâm động lực, các hành lang kinh tế đối ngoại của tỉnh, sân bay Thọ Xuân, cảng biển nước sông Nghi Sơn, góp phần tạo không gian mới cho phát triển kinh tế xã hội của địa bàn huyện nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị huyện Thiệu Hóa tập trung khai thác tối đa hiệu quả hai dự án đường giao thông đã hoàn thành trên địa bàn tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, chủ động ra soát, hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ, kết nối với các tuyến đường chính theo các quy hoạch đã được duyệt, quan tâm chăm lo hơn nữa đời sống của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án tại các vị trí tái định cư, đảm bảo ổn định trật tự an toàn xã hội. Đối với việc khởi công dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 506B tại thị trấn Thiệu Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện tại buổi lễ đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện thiệu hóa đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án tuyến đường giao thông đoạn tránh ngã ba trẻ thiệu hóa